biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị, an ninh trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Đầu tiên sẽ là những tin chính. Hà Tĩnh, mưa lũ gây ngập cục bộ, 50 hộ dân bản Rào Tre bị cô lập. Bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh bị nước lũ cô lập. Chính quyền lập rào chắn không cho phương tiện qua lại đề phòng nguy hiểm đến tính mạng. Chiều qua, ông Đinh Văn Sánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Liên cho biết ảnh hưởng của bão số 4 gây mưa lớn trên địa bàn cộng với nước từ thượng nguồn đổ về đã làm khu vực cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu nối liền trung tâm xã đi vào bản Rào Tre bị ngập sâu. Theo ông Sánh, khu vực cầu tràn bị ngập sâu gây chia cắt hơn 70 hộ dân tại bản Rào Tre và thôn 1, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Đây là cây cầu được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép, có chiều rộng khoảng 6m, chiều dài khoảng 120m. Cây cầu cũng là con đường độc đạo nối liền trung tâm xã Hương Liên với bản Rào Tre và một phần địa bàn thôn 1, gần bản Rào Tre của xã Hương Liên. Chính vì vậy, hiện nay, toàn bản Rào Tre và một phần địa bàn thôn 1 đang bị chia cắt do nước lũ. Bản Rào Tre hiện có 46 hộ đồng bào dân tộc Chất với tổng số 156 nhân khẩu, còn một phần địa bàn thôn 1 có khoảng 26 hộ dân sinh sống và một hộ dân ở thôn 5 vào làm trang trại có khoảng 80-100 nhân khẩu. Thời điểm này, các hộ đồng bào dân tộc Chất ở bản Rào Tre không có ai ở lại trong rừng và đang ở nhà sàn kiên cố tại bản hoặc ở tại địa điểm tránh trú nên đảm bảo an toàn, ông Sánh nói. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Liên cho hay, ngay khi có thông tin về bão số 4, địa phương chủ động các phương án về phòng chống bão lũ, ổn định đời sống cho người dân. Đối với bản Rào Tre, chính quyền địa phương đã cấp 15kg gạo trên một khẩu, dự trữ lương thực cho người dân. Khu vực bản Rào Tre có trạm dân quân y của bộ đội biên phòng nên đến thời điểm hiện tại bà con vẫn an toàn, ổn định đời sống. Chính quyền, lực lượng chức năng lập rào chắn, răng dây cấm đường hoàn toàn tại các khu vực đi vào cầu tràn. Ủy ban Nhân dân xã Hương Liên phối hợp cùng lực lượng công an, quân sự, đoàn thanh niên của xã khẩn trương triển khai lập các biển cảnh báo, rào chắn, răng dây cấm đường hoàn toàn tại các khu vực đi vào cầu tràn, đồng thời bố trí người trực gác 24/24 giờ để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động những hộ có nhà ở chưa đảm bảo chủ động di rời đến tránh trú tại những nhà đảm bảo an toàn hoặc đến nhà văn hóa cộng đồng của bản. Tiến hành rà soát kiểm tra chặt chẽ tất cả các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất để ứng phó. Đối với những hộ dân có nguy cơ cao bị ảnh hưởng đều đã được vận động di rời đến địa điểm tránh trú an toàn, ông Sánh thông tin. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Hương Khê, thời điểm này lượng mưa trên địa bàn giảm hẳn, một số điểm ngập cục bộ như Hương Liên khả năng nước sẽ rút vào đêm nay. Đối với một số điểm sạt lở, địa phương đã cảnh báo, tuyên truyền vận động người dân đến nơi an toàn để tránh trú, đề phòng sạt lở ảnh hưởng đến người và tài sản. Những vùng bị ngập lụt, chia cắt, sạt lở cục bộ, nguy cơ mất an toàn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh huy động lực lượng giúp dân di rời người và tài sản đến nơi an toàn. Sáng nay, Bí thư huyện ủy Hương Sơn Bùi Nhân Sâm thông tin, trong đêm qua, địa phương huy động lực lượng phương tiện hỗ trợ người dân những vùng ngập lụt cục bộ, nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Hiện nay, một số nơi trên địa bàn huyện ngập cục bộ, học sinh phải nghỉ học, ông Sâm cho hay. Cụ thể, tại Hương Sơn, đêm qua mưa rất to, tập trung từ 22 giờ đến 23 giờ, 2 giờ đến 5 giờ sáng nay. Trong đêm qua, cấp ủy, chính quyền các xã Sơn Kim 2, Sơn Hồng huy động lực lượng phương tiện tổ chức di rời 12 hộ nguy cơ cao bị ngập lũ, sạt lở đất đến nơi đảm bảo an toàn. Trong đó, xã Sơn Kim 2 có 9 hộ, xã Sơn Hồng 3 hộ. Hiện mực nước sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm 12,19m, trên mức báo động 2 là 69cm, ngập cục bộ một số tuyến đường giao thông nông thôn. Học sinh 11 xã, 27 trường trên địa bàn huyện Hương Sơn phải nghỉ học. Ngoài ra, hiện nay tại xã Sơn Giang có 123 hộ bị cô lập. Mưa lớn khiến quốc lộ 8A bị sạt lở tại các điểm K82-400, K83-500 với lượng đất đá khoảng 1.200 mét khối, hiện chưa thể thông xe. Trước đó, mưa lớn trên địa bàn huyện Hương Sơn bắt đầu từ 13 giờ chiều qua gây sạt lở quốc lộ 8A tại km 79+500 đoạn qua xã Sơn Kim 1. Ước tính ban đầu, khối lượng đất đá sạt lở tràn xuống mặt đường khoảng 600 mét khối, gây ách tắc giao thông liên tuyến. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trường Sơn đã bố trí nhân lực, máy móc để giải phóng số đất đá sạt lở nói trên, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông trên tuyến vào khoảng 16 giờ.
Để ứng phó với mưa lũ, huyện Hương Sơn đã chỉ đạo các đơn vị địa phương kịp thời cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các điểm ngập lụt, đồng thời phân công lực lượng cắm chốt tại các điểm xung yếu nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại, đặc biệt là chủ động phương án 4 tại chỗ, sẵn sàng các phương án khi có lũ lớn xảy ra. Nghệ An, hoàn lưu bão gây mưa kỷ lục trắng đêm ra cố đê. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 trong đêm ngày hôm qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An, mưa rất to khiến nhiều nơi bị ngập cục bộ, thậm chí đe dọa vỡ đê tại xã Quỳnh Tam. Cụ thể, tại huyện Quỳnh Lưu, hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa lớn trên địa bàn với lượng mưa kỷ lục từ 100 đến 250 mm, có nơi lên đến 300 mm. Mưa liên tục nhiều giờ khiến nhiều nhà dân đã bị ngập, trường học và nhiều cơ quan cũng bị nước tràn vào. Theo đó, tại thị trấn Cầu Giác, huyện Quỳnh Lưu, mưa lớn đã làm 70 hộ dân bị nước tràn vào nhà. Bên cạnh đó, có 48 hộ dân nằm sát mặt đường tại khối 4 và khối 6 cũng bị ngập lụt do những khu vực này là vùng trũng tại địa phương. Trong khi đó, tại xóm 4 xã Quỳnh Tam, mưa to gió lớn do hoàn lưu bão số 4 đã khiến một đoạn đê có nguy cơ bị vỡ. Chính quyền địa phương đã huy động nhân dân cùng trắng đêm đội mưa để ra cố đê. Tại thành phố Vinh, sau trận mưa lớn do hoàn lưu bão số 4, nhiều khối đất đá từ núi Dũng Quyết đã đổ ập vào nhà của ông Trương Hải An, số nhà 211 đường Ngô Thị Nhậm, phường Trung Đô. Rất may thời điểm trên không có người trong nhà. Tuy nhiên, nhiều tài sản của gia đình như tủ lạnh, máy giặt, bếp ga, bàn ghế của gia đình đã bị hư hỏng nặng. Tại các huyện Con Cuông, Thanh Chương, Yên Thành, Nghi Lộc xảy ra ngập cục bộ, nhiều hộ dân phải di rời trong đêm. Khu vực Thanh Hóa, Hà Tĩnh, mưa rất to, nước sông đang lên. Từ nay đến ngày mai, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua đến sáng nay, khu vực Nam Đồng Bằng và ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Khu vực Nghệ An có mưa to, có nơi mưa đặc biệt to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày hôm qua đến 3 giờ ngày hôm nay có nơi trên 170 mm, như Thanh Mỹ, Nghệ An 329 mm, Thanh Hương, Nghệ An 251,2 mm, Đà Sơn, Nghệ An 218,6 mm, Đô Lương, Nghệ An 195,8 mm, Nghi Hải, Nghệ An 186,8 mm. Ngày và đêm nay, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Khu vực Hòa Bình, Đồng Bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Mưa dông tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp, cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét cấp 1. Hiện nay, mực nước trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình đang lên. Các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Trị có dao động. Sông Vu Gia, Quảng Nam đã đạt đỉnh và đang xuống. Sông Thu Bồn, Quảng Nam đang dao động ở mức cao. Từ nay đến ngày mai, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3 đến 7m, hạ lưu từ 2 đến 3m. Đỉnh lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị lên mức báo động 1, báo động 2. Riêng sông Ngàn Phố, Hà Tĩnh có khả năng lên mức báo động 2 và trên mức báo động 2. Các sông nhỏ, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, thượng lưu sông Cả, Nghệ An lên mức báo động 1 và trên báo động 1. Hạ lưu sông Mã, sông Cả ở dưới mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, Quảng Nam, đặc biệt tại các huyện Hướng Hóa, Đắk Rông, Quảng Trị, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước, Quảng Nam, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo chi tiết các khu vực: phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng Hòa Bình có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ C, có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
gió đông bắc đến đông cấp 2, 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, phía nam có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Phía bắc gió bắc đến tây bắc, phía nam gió đông đến đông nam cấp 2, 3, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất phía bắc 26 đến 29 độ C, phía nam 29 đến 32 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.